Chào bác, hôm nay ngày 27 tháng 4, cửa hàng 300 lên clip giới thiệu cho người lô bánh cơ xích Nhật Bản. Số điện thoại gửi em là 0976123370. Đó, thì các bác nào quan tâm sản phẩm có thể đến hoặc hệ qua số điện thoại đó nhé. Các bác xem clip thì vui lòng cho em xin đăng ký kênh, bật chuông thông báo, em xin nút like. Cái lô này thì em giới thiệu qua lô CV, sẽ gồm có Echo 4000 này, còn Echo là Echo 300 này, máy đẹp xuất sắc luôn. Còn Makita, còn Echo 362 này, Echo 3G35 này. G40 các bác nhé. Con này là con Makita 40cc cho các bác đi khai thác nhé. Siêu to khổng lồ luôn. Ok, đầu tiên em xin giới thiệu chi tiết. Con đầu tiên con CV1 này. CV1 là con đến từ con ZB. Con này là 36cc, 36 ly. Con này thích hợp cho bác các gia đình. Con này thì lam của nó lam 20, lam 30, xích là xài xích chuột. Đấy, con này có chụp chợ được máy còn mới kén này. Đấy, rất là đẹp, không áng này. Con này mã của nó ES360. Ô kia của nó này bằng kim rất nhá. Máy còn rất là đẹp. Bao zin cho bác luôn. Con này thì các bác cắt gia đình quá ngon luôn. Lam genoat, lam lá tinh luôn này. Quá là xuất sắc luôn. Con này thì giá của nó là 1.500.000 đồng bao ship. Đó. Khi bác mua hàng em cái sản phẩm theo kèm này sẽ gồm có rũa và tip nhá. Đó. Ok. Con này thì giá là 1.500.000 bao ship cho bác kìa. Máy quá đẹp luôn. Ok, test nổ luôn. Trọng lượng con này. Trọng lượng con này thì nó rơi là 5 cân các bác nhá. Test nổ luôn con này cho bác, con CV1. Giá 1.500.000. Ok, tiếp theo CV2. CV2 và đến từ thương hiệu Shinawa. Con này Shinawa 393, 39cc, là 40 ly nhé. Con này thì các bác có thể cắt gia đình và có thể đi khai thác ạ. Cắt gỗ vanh tầm 100-120 đổ lại thì rất là ngon. Con này lam của nó lam 50, xích là xài xích chuột, lam nhông. Echo 393. Con này máy còn rất là đẹp. Nói về cái thương hiệu Shinawa này thì nó là số 1 Nhật Bản rồi. Các bác muốn mua con máy tiết kiệm nhiên liệu này, đó, bền, chạy bốc, nhẹ nhàng thì các bác liền lựa chọn con này. Đây nó con này thích hợp cái núm giảm áp này, nó còn thích hợp cái núm giảm áp cho các bác nhé. Khi bác giật thì các bác xài cái núm giảm áp này, các bác đóng vào giật thì nó rất là nhẹ nhàng các bác. Còn con 40cc đấy, còn con Shinawa 40 ly của Nhật Bản chạy cực kỳ ngon luôn cho các bác luôn. Dòng này thì chạy bao tiết kiệm nhiên liệu rồi, bao bền. Ok, cân nặng con này khá là nhẹ nhàng, nó là rơi là 5 ký thôi, một con 40cc thì 5 ký, máy còn rất là đẹp luôn cho các bác này. Ok, test nổ luôn cho các bác con này nhé. Con này thì giá là 2.700.000 bao ship CV2. Rõ. Ok, này giá 2.700.000 bao ship nhá. Trong cái côn nó hơi bị thiếu cái dầu. Đấy, cho tí dầu vào nó hết tiêu răng răng luôn. Cái CV3. CV3 con đến từ thương hiệu Echo 332. Đây, con này cho các bác nào muốn mua con máy tầm trung, tầm giá tiền con này chỉ là 2 triệu thôi. Một con Echo siêu ngon cho các bác luôn, cắt thì bao phê bao lực luôn. Đấy, làm con này còn rất là đẹp này, xích là xài xích chung lam lưỡi 35, cả tổng đuôi lam là lam 40. Con này thì chụp giật nó có trợ lực cho bác nhé. Cái thứ hai của nó là con này là 33cc, nòng 39 ly, cắt thì bao mạnh cho các bác luôn. Thứ nhất là các bác có thể cắt gia đình, con này thì các bác có thể đi mang đi cắt keo quế mỡ cũng là rất là ok nhé. Con này chạy bao khỏe luôn cho các bác. CV3 này. Đó. Trọng lượng con này thì nó là 5.5 ký nhá. Đấy. Bác nào cái dòng này các bác cắt thì bao bền cho các bác luôn, bao lì đòn nhá. Rất là ổn định luôn. Rồi, ok, con này bán anh em giá 2 triệu bao ship 332 Echo 332.
hơi bị thiếu xăng tí nhá. Đấy, xăng quên không châm vào. Đấy, các bác nào quan tâm thì cứ liên hệ qua số điện thoại 0976230, em sẽ test kỹ con này lại này. Xăng chưa châm. Đây thì bán anh em giá là 2 triệu nhá. Cái tiếp theo CV4. CV4 này là con Komatsu G40. Cái dòng này thuộc cái dòng siêu châu bò cho các bác đi khai thác này. Cái con này là thuộc cái dòng máy đi khai thác các bác nhé. Cái lam của nó lam Latin, lam Latin. Xích là xài xích chung, lam 550, xích là xích chung. Con này máy còn đẹp leng keng luôn cho các bác. Con này thì chạy thì bao ngon, chụp giật nó có trợ lực này. Chạy rất là khỏe luôn. Cái dòng Komatsu này thì nó thuộc cái dòng đi khai thác rồi. Cắt bao bền cho các bác, con này 40cc luôn cho các bác nhé, G40. Đó. Trọng lượng con này thì nó là 5,7 kg thôi. Đây là con G40 này. Ok, test thử luôn tôi mãi con G40 cho bác. Chết rồi. Con này thì giá là 2.700.000 bao ship cho bác luôn. Ok. Tiếp theo CV5. CV5 là con siêu châu bò húc cho bác này. Con này là đến từ thương hiệu Makita. Con Makita. Đó. Con này mã của nó là đi E4 4045. 4045 40.2cc này. 40.2cc. Đấy. Con này là đã lên xích đại cho các bác, đã lên xích đại. Đấy, đã lên xích đại cho các bác này. Các bác cho các bác đi cắt con này cho các bác đi cắt khai thác nhé, khai thác chuyên nghiệp luôn. Đấy, xích đại thì cực kỳ ngon rồi. Nhìn những cái ốp làm đấy này, nó bằng hợp kim luôn, rất là chắc chắn. Lam của con này lam 50. Xích là xà xích đại có CV3 này. Còn rất là khỏe luôn các bác, cắt quá ngon luôn. Chụp giờ thì có trợ lực cho bác này. Đấy, con này thì bán cho anh em giá là 2.400.000 bao ship. Ok. Cân. Mai trọng lượng của nó là 6,5 cân nhá. Đã lên xích đại cho các bác này. Con Makita quá đẹp luôn. Ok. Kết nổ luôn cho các bác con này này. Là 2.400.000 bao ship nhá. Con này thì cắt thì cực kỳ ngon rồi. Ok. CV6 tiếp tục con CV6 này. CV6 còn Echo Green. Con này thì quá đẹp luôn. Con này cho các bác cắt gia đình quá là phê luôn rồi. Con Echo Green nhá. Qzit. Con này thì chạy dòng tiết kiệm nhiên liệu cho các bác luôn. Mã của nó là GC35. Made in Japan. Máy đẹp đến 90%. Làm con này là xài làm 45 luôn này các bác này. Làm 45 xích là xài xích chung. Thắng xích còn thắng xích luôn cho bác này. Rồi, có ngon luôn. Và C35. Có bơm xăng phụ này. Có lê gió tự động. Đó. Trọng lượng rất nhẹ nhàng thôi. Con này thì trọng lượng rất là nhẹ nhàng. Nó rơi tầm 4 kg, chỉ là 4,7 kg thôi. 35cc luôn cho bác. Ok, test nổ luôn con này cho bác này. Con này giá của nó là đi 2.400.000 CV6. Nổ rồi. Cắt gia đình quá là ngon luôn. Đó. Máy rất là nhẹ, mạnh luôn. Tiết kiệm nhiên liệu. Ok, tiếp theo CV7.
CV7, con đến từ thương hiệu Echo, con là con Echo 362. Con này thì 36cc, nòng 40 ly. Đây, con này thì rất là hot, cắt thì bao ngon cho bao luôn. Làm con này làm Latin, xích là xài xích chung. Làm con này làm của nó là lưỡi 35, làm 40, làm Latin luôn, cực kỳ ngon luôn cho bác nhé. Đây, con này thì chụp giật có trợ lực 36cc, nòng 40 ly, máy còn rất là đẹp luôn. Con này thì các bác mà đi cắt quế, cắt keo, cắt mỡ thì cực kỳ phê luôn rồi. Trọng lượng máy này 36cc, nòng 40 ly, trọng lượng của nó chỉ là rơi tầm 5,8 kg thôi. Đó, ok, test nổ luôn tiếng máy còn 362 cho bác này. Con này giá 2.300.000 bao ship. Đó, con này máy rất là đẹp nhá. Bán anh em giá là 2.700.000 bao ship. Ok, tiếp theo CV8. CV8 con đến từ thương hiệu Makita tay dài. Con Makita, con này thì dòng này thích hợp cho các cắt củi gia đình. Đó, đa số là các bác mua tay dài, các bác hay chọn những cái dòng Makita này. Thứ nhất là nó chụp giật trợ lực rất là nhẹ nhá. Thứ hai có bơm sang phụ này. Đấy, thắng xích thì nó còn hoạt động luôn. Con này lam của nó là lam 40 nhá, xích là xài xích chuẩn. Lam 40. Máy này đẹp đến 90% cho các bác luôn. Con này thì cắt gia đình quá ngon, bảo tiết kiệm nhiên liệu luôn. Rất tiết kiệm nhiên liệu con MA33. Ok, cân trọng lượng nó cho các bác này. Con này thì rơi là 4,5 cân thôi. Đấy, rất là nhẹ nhàng, cắt gia đình, cắt chuyên đi cắt củi, đấy, tỉa cành thì kết các kiểu. Ok, test nổ luôn con CV8 con này giá là. Mạnh luôn, con này giá 2.800.000 bao ship chưa. Ok, tiếp theo con CV9. CV9 là con đến từ thương hiệu Echo Qzit 300. Con này là 35cc, nòng 39 ly. Con này thì quá đẹp, con này thì siêu đẹp, đẹp nhất ngày hôm nay luôn cho bác nhé. Đây, mã của nó là CS300. Máy đẹp đến 95% luôn cho bác này. Ốc áng này, lam của con này sử dụng là lam 30, lam còn đẹp nguyên này. Bác nhìn này. Đấy, rất là đẹp, làm ô này công. Cực kỳ đẹp luôn, Qzit. Đây, thông số của làm này. Rất là đẹp nhá. Lưỡi 35cc, lưỡi 35cm. Đó. Con này thì thích hợp cho bác các gia đình. Cực kỳ đẹp luôn. Chụp giật trợ lực này, nó có chụp giật trợ lực nhá, có bơm sang phụ nhá. Đấy. Máy quá đẹp luôn cho bác. Con này thì thắng xích còn nguyên. Đó, trọng lượng con này khá là nhẹ nhàng. Đây, cân đây này. Chỉ rơi là 5 kg cho bác này. Con này quá ngon luôn này. Con này bán anh em giá là 2.500.000 CV9. Ok, test nổ luôn cho các bác con này. Cực kỳ êm luôn nhé. Các bác nào muốn mua về các gia đình mua những cái dòng này thì quá ngon luôn rồi. Ok, tiếp theo con cuối cùng. Con cuối cùng có CV10, một dòng Echo dành cho bác đi khai thác nhé. Echo 4000, con này là 40cc. Máy lớn dành cho hệ khai thác. Con này lam của nó lam là lam 50, xích là xài xích chung. Lam 50 xích là xích chung của Echo 4000. Này thì thích hợp cho bác đi cắt khai thác nhé. Cắt keo quế mỡ chuyên đi cắt hàng ngày thì có thể lựa chọn con này. Đấy. Dòng Echo siêu mạnh siêu khỏe luôn, 4000 luôn, nóng đứng, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Nếu các bác bỏ tiền ra mua con máy Trung Quốc thì bác mua luôn con này, chạy cực kỳ ngon. Con này là giá là 2.900.000 thôi ạ. Cắt thì bao ngon cho bác tiết kiệm nhiên liệu luôn, nóng vẫn là nổ được, rất dễ nổ luôn. Ok, em sẽ cân con này lên. Trọng lượng con này thì nó rơi là chỉ là 5,7 kg thôi. Echo nóng lớn, trọng lượng khá là vừa phải khi bác muốn di chuyển. Không nói chuyện được. Ok, test nổ luôn cho bác này.
Tí em mang về cho. CV10 con cuối cùng ngày hôm nay, con này thì giá là 2.900.000 bao ship cho bác nhé. Ok, bác nào quan tâm sản phẩm cứ liên hệ qua số điện thoại 0976 123 370. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Chào tất cả mọi người.